PCX Hybrid sở hữu thiết kế tổng thể với những đường nét đặc thù của PCX động cơ xăng, nhưng lại mang những chi tiết đặc trưng phong cách hybrid với màu xanh đậm nét tương lai. Điểm nhấn của thiết kế PCX Hybrid nằm ở màu xanh lam đặc trưng. Tem Hybrid với thiết kế 3D sang trọng giúp khách hàng dễ dàng nhận ra các sản phẩm thuộc dòng xe Hybrid của Honda. Xe được trang bị màn hình LCD âm bản hiện đại, hiển thị thêm các thông tin và các tính năng độc quyền mới của hệ thống Hybrid như chế độ DS Idling, mức sạc bình điện Hybrid và lượng điện còn lại, mức sạc, mức độ hỗ trợ của motor hỗ trợ. Xe được trang bị hộc đựng đồ trước cùng hộc đựng đồ dưới yên tiện lợi, giúp người dùng có thể chứa được nhiều vật dụng cá nhân. Phuộc sau có hành trình dài, kết hợp với lò xo 3 cấp xoắn, cho phép người lái tận hưởng cảm giác thoải mái hơn trong các tình huống, bao gồm lái xe qua điều kiện mặt đường xấu trong nội thành cũng như ngoại thành. Hệ thống khóa thông minh với các chức năng xác định vị trí xe, báo động chống trộm và khóa mở xe từ xa. Thêm vào đó, lớp vỏ chìa khóa cũng được bọc xanh, hòa quyện tuyệt đối với hình ảnh xanh đặc trưng của chiếc xe. PCX Hybrid khác biệt nhờ vào hệ thống Hybrid được phát triển riêng biệt nhằm thể hiện cam kết của Honda trong việc kiến tạo niềm vui trong từng chuyển động cho khách hàng. Hệ thống bao gồm động cơ xăng với dung tích 150cc, cung cấp năng lượng chính và motor hỗ trợ đóng vai trò trợ lực cho động cơ xăng. Khi xe được vặn ga để chuyển từ trạng thái đứng yên sang chuyển động, hoặc khi được xoắn ga đột ngột, motor hỗ trợ sẽ được kích hoạt, sản sinh ra mô men xoắn hỗ trợ cho động cơ xăng, giúp xe tăng tốc mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Công nghệ Hybrid là công nghệ mới đối với thị trường xe máy Việt Nam và góp phần tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng ở phân khúc phổ thông. Khách hàng đã có thể bắt đầu đặt mua PCX Hybrid thông qua các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm HEC tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, và mức giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn là 89.990.000 đồng đã bao gồm VAT. Sau khi nắm rõ thị hiếu khách hàng, Honda Việt Nam sẽ nỗ lực để mở rộng thị trường bán hàng trong thời gian tới, cùng với hệ thống dịch vụ mở rộng ở các tỉnh thành tiềm năng trên toàn quốc.